Knock knock. Hello Tiên. Hôm nay mình có thể tới tham quan nhà Tiên và hỏi Tiên khoảng 40 câu hỏi được không? Ok, bắt đầu thôi. Rồi. Chào mọi người. Welcome to my house. Rồi, thứ nhất thì Tiên đẻ ở đâu? Tiên đẻ ở thành phố Hồ Chí Minh. À, tên đầy đủ của Tiên là gì? Tên đầy đủ của Tiên là Lê Thanh Thủy Tiên. À. Tiên sinh năm bao nhiêu? Tiên sinh năm 1997. Wow. Tiên có bao nhiêu anh em? Tiên có một anh trai. Anh Tiên năm nay là sinh năm 1991. Thì là bao nhiêu tuổi ta? Tầm 30-31. Và Tiên hiện tại đang làm việc gì? Tiên hiện tại đang làm ba công việc là YouTube, làm ở công ty. Tiên đang làm marketing cho một cái công ty mỹ phẩm. Và Tiên làm cái gì nữa ta? À, sorry, but no control. Làm gì cũng quên, không nhớ làm gì hết. À, mà nếu mà Tiên không làm những công việc hiện tại thì Tiên sẽ làm gì? Wow, câu hỏi hay vậy ta. Tiên sẽ làm, chắc là Tiên sẽ làm dancer. Wow, cái đó Tiên giỏi sẵn rồi mà. Thì bởi vậy Tiên mới nói là Tiên thích làm. Tại vì hồi xưa Tiên rất là thích học nhảy. Cho nên là lầu nha mọi người. Thì thường nhà Tiên là sẽ tất cả đều rất là kiểu tự động á. Cho nên là thường thì đi đèn nó sẽ tự hoạt như vậy đó. Ok, tiếp tục. Rồi, nếu có một siêu năng lực, Tiên sẽ muốn mình có siêu năng lực gì? Tiên sẽ muốn là Tiên đọc được suy nghĩ của người khác. Tiên có thể nói cho biết vài năng khiếu của Tiên là gì không? Năng khiếu của Tiên là rất là thích về mỹ phẩm, skincare, cũng như là thích nhảy nhót. Thì đây là phòng của Tiên, theo mọi người đã thấy thì trên rất là nhiều cái YouTube video của Tiên rồi. Wow. Thì cũng không có gì mà Tiên phải giới thiệu lắm. Đây là cái giường, rồi đây là cái bàn make up. Yeah. Tiên nói được bao nhiêu thứ tiếng? Tiên nói được hai thứ tiếng là fluent, là tiếng Việt và tiếng Anh. Và Tiên nói được một chút xíu tiếng Trung Quốc, cũng như là hiểu được một chút xíu tiếng Hàn. Tại vì coi phim Hàn hơi nhiều cho nên là... Yeah. Ok, đi vô cái closet của Tiên nha. Rồi. Ok, nếu được chọn, Tiên muốn quay lại khoảng thời gian nào nhất? Nếu mà Tiên được quay lại thì chắc là khoảng thời gian hồi Tiên học lớp 12. Tại vì đó là một khoảng thời gian rất rất là vui của Tiên. Giờ mình trong phòng ngủ thì mình tiện hỏi đi. Trước khi đi ngủ Tiên hay làm gì? Trước khi đi ngủ Tiên hay làm gì hả? Trước khi đi ngủ thì Tiên hay coi điện thoại. Tiên có người yêu chưa? Tiên có người yêu. Ủa vậy một điều Tiên ghét nhất ở người yêu Tiên là gì? Một điều Tiên ghét nhất ở người yêu Tiên là người yêu Tiên hơi khó tính. Còn một điều thích nhất? Điều thích nhất là người yêu Tiên rất là hiền. Và sắp tới Her Story có ra collection nào mới không? Her Story vừa mới ra một cái áo thun. Không phải một cái áo thun mà hai cái áo thun mới nè mọi người, Tiên đang treo đây luôn. Đây là một cái áo thun rất là xinh. Wow. Của Her, cho nên nếu mà mọi người nào thích thì hãy lên Her Story nha. Con trai có mặc được không? Thích thì mặc thôi. Không ngăn cản. Tiếp tục mình sẽ đi lên lầu. Thì phòng ở đây thì là phòng Tiên, bên kia là phòng bà của Tiên. Cho nên là không show cái phòng đó rồi. Bây giờ sẽ đi lên đây. Rồi. Trên này thì sẽ có một cái chandelier. Nhưng mà chị vẫn không có đem mặt. Tiếp. Rồi. Tại sao Tiên lại chịu quay lại với người yêu cũ? Chắc là tại vì hai đứa đã thay đổi nhiều cho nên là hợp tính hơn ngày xưa. Đó là lý do tại sao thì hai đứa đã quay lại. Vậy thì bao nhiêu tuổi thì Tiên muốn cưới? Tầm 27 tuổi, đây là phòng anh hai của Tiên. Đang ở trong đó rồi. Ba mẹ của Tiên cũng đang ở trong đó rồi, nên không có quay được. Mình sẽ đi lên tới phòng trước mặt. Tiên đã đi du lịch được bao nhiêu nước? Tiên đã đi du lịch được rất là nhiều nước. Ví dụ như là Trung Quốc, Hàn Quốc,
Mã Lai, Singapore, Mỹ, nhiều lắm mọi người, giờ kể chắc không hết luôn á. Nhưng mà Tiên đi cũng tầm mười mấy nước rồi. Vậy đó có phải là một lý do tại sao Tiên muốn làm YouTuber không? Hay là còn lý do nào khác nữa không? Tiên muốn làm YouTuber tại vì Tiên rất là thích về mỹ phẩm và muốn chia sẻ những cái kinh nghiệm của Tiên đối với mọi người trên đó. Lý do tại sao Tiên làm YouTube chứ không phải là Tiên thích đi du lịch. Nhưng mà sau này là mình mới biết là rất là thích làm những cái vlog đi du lịch cho mọi người xem. Vậy giữa YouTube và sự nghiệp kinh doanh chỉ chọn một thì Tiên sẽ chọn cái nào? Tiên sẽ chọn kinh doanh. Tại sao Tiên lại chọn như vậy? Tại vì Tiên nghĩ là Tiên thích kinh doanh hơn, cho nên là chắc là Tiên sẽ chọn kinh doanh thay vì YouTube. Thì đây là phòng sân thân thượng thì cũng không có gì quá đặc biệt. Nó chỉ là có cái máy chạy ở đây, xong sau đó ở đây là phòng giặt ủi. Nó bây giờ thì mình sẽ đi xuống dưới nhà dưới cùng để mình nói chuyện cho dễ. Rồi, lương hiện tại thì lương một tháng của Tiên là bao nhiêu? Tiên đã đổi nhà bao nhiêu lần? Tiên đổi nhà như có một lần duy nhất. Hồi xưa Tiên ở một căn nhà kia tầm 5 năm, mới chuyển qua đây tầm 7-8 năm. Tiên có thể chia sẻ một xíu kinh nghiệm về cách Tiên gầy dựng brand được không? Cách mà Tiên gầy dựng brand thì Tiên nghĩ là mọi người sẽ cần phải cố gắng rất là nhiều. Để các bạn phải lên ý tưởng mỗi ngày, phải có concept mới, phải có một cái đội ngũ rất là chuyên nghiệp thì Tiên nghĩ mới có thể gầy dựng brand thành công được. Đó là một cái chia sẻ của Tiên. Theo mình biết thì Tiên có làm chung với người yêu á, thì làm chung với người yêu có cãi nhau không? Chắc chắn là có rồi mọi người. Cãi nhau cũng không ít lần về những cái việc làm chung, tại vì có những cái mâu thuẫn nhưng mà hai người rất là khó để giải quyết. Ví dụ như là ra bộ mới thì cái này được không, kia được không, nhưng mà cuối cùng thì vẫn giải quyết được và rất là êm xuôi, cho nên là mọi người phải nói chuyện rất là nhiều với nhau. Cái mâu thuẫn lớn nhất là cái gì? Mâu thuẫn lớn nhất là thì chắc là về cái style á, hai người không có giống nhau về một số thứ thì sẽ có cãi nhau về những cái đó. Tiên thích nhất phong cách thời trang nào? Tiên thích nhất phong cách thời trang chắc là không có nữ tính rồi á, cá tính một chút xíu. Tiên không có bánh bèo cho lắm cho nên là Ngày xưa Tiên học ở đâu và Tiên học trường gì? Hồi xưa Tiên học ở Chicago và trường của Tiên học là trường Columbia College Chicago. Là một cái trường art school. Rồi ngành Tiên học là cái gì? Tiên học fashion merchandising. Tại sao Tiên lại chọn ngành này? Tiên chọn ngành này tại vì Tiên rất là thích fashion. Thật sự Tiên cực kỳ thích luôn. Ví dụ như styling hoặc là những cái fashion trend này nọ, Tiên rất là thích. Tiên có thể chia sẻ một tí xíu về trải nghiệm của mình bên Mỹ thì cảm giác của Tiên như thế nào? Có nhớ nhà không? Nhớ nhà chắc chắn là nhớ rồi. Và trải nghiệm thì cũng có trải nghiệm hoàn toàn khác luôn. Tiên sống độc lập hơn, không cần dựa dẫm vào ba mẹ nữa. Tự đi mua đồ, giặt đồ, nấu ăn, ABCD. Nói chung là sống một cái cuộc sống rất là independent. Cho nên là nếu các bạn nào mà có ý định đi du học thì đó là một cái lời khuyên lớn nhất cho Tiên, là các bạn phải chuẩn bị tinh thần là sống độc lập nha mọi người. Vậy mỗi lúc nhớ nhà thì Tiên thường làm cái gì? Gọi ba mẹ. Mỗi lúc ở Mỹ Tiên đã đi bang nào rồi? Ở Mỹ thì Tiên đã đi rất là nhiều bang. Ví dụ như là Tiên đi Cali nè, New York nè, Washington, Texas, nhiều lắm. Wow. Miami. Vậy Tiên ở bên Mỹ cũng lâu rồi mà tại sao Tiên lại chọn về Việt Nam? Tại vì Tiên nghĩ là Việt Nam là một nơi là nhà và là một nơi rất để Tiên phát triển nhiều hơn là ở bên Mỹ, nên đó là lý do tại sao Tiên về. Tiên có thể cho các bạn sắp đi du học một lời khuyên được không? Tiên mong là các bạn sẽ giữ vững tâm lý và có thể vượt qua được những cái vượt qua những cái nỗi sợ, nỗi nhớ nhà cũng như là không sống được độc lập, thì mọi người phải chuẩn bị tinh thần là qua Mỹ các bạn sẽ phải có một cuộc sống hoàn toàn khác, không phải như ở Việt Nam, và các bạn sẽ ở xứ người cho nên là sẽ có những điều rất là lạ lẫm.
cho nên là mọi người phải chuẩn bị tinh thần. Tiên chúc mọi người thành công nha. Và một cái động lực lớn nhất của Tiên để cố gắng mỗi ngày là gì? À, động lực cố gắng của Tiên mỗi ngày là ba mẹ. Tại sao lại vậy? Tại vì ba mẹ, Tiên thấy là ba mẹ đã cố gắng rất nhiều để cho Tiên được như ngày hôm nay, cho nên là Tiên phải phấn đấu hết mình để cho một là kiểu như là không phụ lòng ba mẹ, thứ hai là cho con cái của Tiên sau này cũng sẽ được một cuộc sống như Tiên bây giờ. Và đây là câu hỏi cuối cùng. 5 năm nữa Tiên muốn thấy Tiên ở đâu? Như thế nào? 5 năm nữa Tiên muốn Tiên là đã có gia đình, rất là hạnh phúc với gia đình và có một cuộc sống, có một công ty riêng. Đó là một cái niềm ao ước của Tiên trong vòng 5 năm tới. Đây. Còn con cháu thì sao? Thì con cháu tụi tao rồi có. Ok rồi, cảm ơn Tiên đã xuất sắc trả lời hết 40 câu hỏi. Hẹn gặp Tiên vào video tiếp theo nhé.